Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái ký tự và mạng ký tự ở trong cái C. Thì đầu tiên thì mình nói về ký tự và cách khai báo một cái ký tự ở trong C. Thì ở đây mình đã có một cái đoạn code nhỏ. Đầu tiên thì mình phải khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái ký tự đó. Ở đây là kiểu dữ liệu là cha, tức là cha character đấy, là cái kiểu ký tự đấy ạ. Ở đây mình khai báo là dấu hỏi đấy. Sau đó in ra như cái hàm print này thì mình đã nói ở bài học trước rồi ạ. Sau đó chúng ta chạy. Đấy, như các bạn đã thấy thì nó đã in ra cái dấu hỏi này rồi. Đấy. Đấy là một cái ký tự nó đơn giản, không đặc biệt. Vậy thì làm sao để chúng ta in ra một cái ký tự đặc biệt? Ví dụ như là ta in ra cái dấu xuông này. Đấy, in ra cái xuông này. Thì cũng làm tương tự như cái dấu hỏi ban đầu, thì ta có thể copy cái dòng lệnh đây thành ký tự đặc biệt ạ. Là dấu suộc. Thì ta cũng làm tương tự, nhưng với ở cái dấu suộc ở đây thì vì nó là một cái dấu ký tự đặc biệt nên là nó bắt buộc nó phải có một cái khai báo nó khác đi. Thì ở đây mình sẽ chứng minh cho các bạn xem. Đấy, sau ta viết code như bình thường và sau đó chúng ta thử chạy cái chương trình nha, xem thế nào ạ. Đây, ở đây nó báo lỗi ngay ạ. Đây. Nó báo lỗi ngay lập tức ở hàng 10 đấy ạ. Đấy. Thì để khắc phục cái này thì ta tiếp tục thêm cho nó một cái dấu suộc nữa. Đấy. Và ta chạy lại xem ạ. Đấy, thì nó đã in ra cái ký tự đặc biệt là suộc. Đấy. Vì ý nghĩa của cái dấu suộc này chính là nó biến nó thành chính nó. Đấy. Đó là cái ý nghĩa của cái ký tự đặc biệt này. Về mạng ký tự thì cũng tương tự như cái mạng số nguyên ở cái bài học trước, bằng số tự nhiên của dạng số nguyên ở bài học trước thì mình cũng khai báo tương tự như sau ạ. Thì đầu tiên thì mình cũng phải khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái mạng đó, ví dụ đó là kiểu mình đặt là mạng một mạng ký tự đi ạ. Ở đây mình sẽ cho nó là 3/4 đi. Các bạn có thể cho bất kỳ. Ví dụ là A, B, C. Nên dấu chấm phẩy. Rồi.
Ở đây thì khi khai báo cái ký tự ở trong cái dấu móc nhọn thì các bạn chú ý là phải đặt cái dấu phẩy này. Đấy. Đặt hai cái dấu phẩy vào bên trên, hai dấu phẩy trên đấy. Như trên đây mình làm. Và sau đó mình print ra cái mạng lại. Mình đã sẽ đặt là mạng ký tự là đây mình đặt sẽ là phần trăm c phần trăm c vì nó là kiểu character nên sẽ là phần trăm c và ký hiệu sẽ là phần trăm c và đây mình sẽ là mạng ký tự ở đây sẽ là mạng ký tự không bắt đầu khởi tạo của nó số thứ tự sẽ là không ạ tiếp theo sẽ là một và hai ạ đấy ta thử compile của nó ra xem và ở đây ạ mạng ký tự là ABC ạ đấy. Và để trích xuất từng cái ký tự ở trong mạng thì ta cũng làm tương tự như kiểu ở mạng số nguyên số tự nhiên đấy. Về tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái mạng ký tự đặc mạng ký tự chuyên nghiệp tức là cái mạng mà người lập trình người ta hay dùng bởi vì khi sử dụng cái mạng như thông thường ta sử dụng ở đây thì nó rất mất thời gian và nó sẽ đoạn code nó sẽ dài dòng và mất mất thời gian nên là người ta sẽ làm những cách như sau ạ. Ở đây mình sẽ ký hiệu là mạng đặc biệt mạng chuyên nghiệp ấy. Ở mạng chuyên nghiệp này thì người ta sẽ không khai báo cái số phần tự của cái mạng ký tự và ở bên phía bên phải thì người ta vẫn điền cái trong dấu cái móc nhọn thì người ta vẫn điền cái phần tự là ký tự vào. Ví dụ là A đi. Đây có thể là B. Đây là X. Ở đây là Y đấy. Thì sau khi điền các phần tử ở bên đây như ta có thể thấy là đây sẽ có 4 phần tử thì mặc nhiên và tự động thì cái compiler nó sẽ tự động gạ thêm cái giá trị ở trong đây sẽ là 4 đấy. Nó sẽ tự động định đây cho đây sẽ là 4 đấy. Như các bạn đã thấy khi mình di chuyển chuột lại ở đây thì nó sẽ hiện lên cái ký tự 4 đấy. Giá trị là 4 ở trong cái dấu móc vuông đấy. Đấy, như các bạn đã thấy. Và sau đó ta cũng làm tương tự ở trên ta có thể in nó ra để xem
Đấy, sau khi ta viết code xong thì ta sẽ chạy cho nó ạ. Đấy. Ta tiến hành chạy. Và đây là kết quả, đó là mang đã in ra cái ký tự. Đấy. Và tiếp theo thì mình muốn nói đến một cái mạng cũng chuyên nghiệp. Tiếp theo là mình ký hiệu đây sẽ là một mạng chuyên nghiệp. Thì ở cái mạng chuyên nghiệp này thì người ta cũng không khai báo cái số phần tự của mạng, mà ở đây ở bên phía bên phải thì người ta sẽ viết luôn một cái chuỗi ký tự, có thể là my name is. Đấy. Và sau khi ta khai báo cái mạng này xong thì ta in cái mạng đó ra màn hình bằng cái câu lệnh print. Ở đây thì ta lưu ý là phần trăm s, vì đây là một chuỗi ký tự nên là ta sẽ phần trăm s, và phía sau này sẽ là cái tên mà ta đã khai báo, tên mạng ta đã khai báo trên. Thì công việc như thế này thì sẽ tiết kiệm được thời gian và cái công sức mà mình bỏ ra, thì mình cũng không thể ngồi đếm lần lượt hết cái số lượng cái ký tự ở trong trong cái mạng ký tự này, nên là mình có thể dùng như thế này đấy. Và chúng ta compile lại xem nào. Đấy, như các bạn đã thấy thì nó đã in ra cái mạng ký tự là đấy. Và cái tiếp theo mình muốn chỉ cho các bạn đấy, ví dụ như mình thêm một cái dấu như này đấy, và sau đó mình chạy. Đấy, như các bạn đã thấy thì ở đây là my name is Phương, nhưng ở đây thì nó sẽ in ra là my name is, và cái chữ Phương nó đã bị mất đi. Thì mình sẽ giải thích vì sao nó lại mất đi. Bởi vì khi chúng ta sử dụng cái dấu suốt không này thì đây chính là cái ký tự để kết thúc. Đấy, nó báo cho cái trình biên dịch compile là nó đã kết thúc rồi, cái này đã kết thúc ở đây rồi đấy, nên là những cái ký tự đằng sau cái suốt không này thì nó sẽ không in ra màn hình đấy. Bây giờ mình xóa đi hai cái dấu này thì nó sẽ trở lại cái trạng thái ban đầu đấy. My name is đấy. Vậy thì khi mình xóa đi toàn bộ cái đấy thì nó sẽ như nào ạ? Đấy, mình sẽ thử chạy cho các bạn xem. Đấy, nó vẫn in ra đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái C này thì khi chúng ta không nhấp gì cả ở trong hai cái dấu phẩy này thì mặc định nó định nghĩa ở trong đây sẽ có một cái ký tự, và thì đây nó vẫn in ra ký tự, in ra một cái dấu con trỏ đấy ạ. Đấy, thì vì sao? Thì ở đây mình có thể đặt đây là sẽ là mạng một ký tự đấy. Vì sao mình lại nói đây là mạng một ký tự?
Vì khi các bạn không viết ký tự gì ở giữa hai cái dấu phẩy này, phẩy trên này, thì mặc định thì nó cái trình biên dịch nó sẽ hiểu ở giữa hai cái dấu này, dấu phẩy này sẽ có một ký tự đấy, đơn giản như vậy thôi ạ. À, trên đây là một số cái giới thiệu về cái mạng ký tự, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.